cảnh báo tháng 3 âm lịch bốn con giáp đại hạn vỡ nợ tán gia bại sản nếu không biết điều này chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành tấn tài tấn lộc tấn bình an à, kính thưa quý vị tháng 2 âm lịch sắp qua đi nhưng vận đen vẫn còn liên tục đeo bám những con giáp này trong tháng 3 âm lịch à, những con giáp khổ tận cam lai trong công việc thì gặp nhiều trắc trở bất lợi bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi xấu, làm tốt đến đâu thì vẫn bị đố kỵ và soi mói. Tài lộc thì đen đủi, đầu tư thì thua lỗ, cho bạn vay tiền thì không đòi được, mà họ còn bị mất trắng, mất cả tiền lẫn bạn. Họ luôn cảm thấy bế tắc và không tìm ra cái lối thoát. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, con giáp xui xẻo đầu tiên trong tháng 3 âm lịch chúng ta không thể không kể đến đó chính là những người tuổi thìn. À, quý vị thân mến, nói chung ấy, trong tháng 3 âm lịch thì chúng ta biết cái cục diện tự hình là một thứ hai này với cục diện thái tuế nó tác động xấu cho những người tuổi thìn. Nói chung ấy, đây là cái thời điểm mà các bạn khó chạm tay vào được những cơ hội thăng quan tiến chức mà ngược lại thường xuyên xảy ra những cái sự cố khiến cho các bạn phải giải quyết đấy, và khó khăn nó cũng sẽ luôn đeo bám thực chất những người tuổi thìn vẫn luôn rất là nghiêm túc tập trung trong cái quá trình giải quyết công việc thậm chí là các bạn không muốn ai tham gia vào cái nhiệm vụ của mình để khiến mình phải phân tâm. À, tuy nhiên chính cái điều đó nó lại khiến cho các bạn dễ lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc hơn. Trên thực tế làm việc nhóm sẽ giúp các bạn có cái nhìn rộng hơn đa chiều hơn trên những cái vấn đề trên. À, các bạn nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn và thuận lợi hơn rất nhiều. Với những người làm lãnh đạo thì bản mệnh không nên quá độc đoán, chuyên quyền với cấp dưới của mình. Nói một là một, nói hai là hai, không cho người khác cơ hội phản biện. À, cách làm việc hiện tại của các bạn cũng sẽ kìm hãm cái sự phát triển của từng cá nhân, khiến cho công việc dễ bị chắc trở, chỉ trệ và phát triển chậm chạp. Đôi khi các bạn phải chấp nhận cái sự thật rằng cấp dưới sẽ gì có những cái đánh giá chính xác, khách quan và cách làm mới mẻ, sáng tạo hơn so với những người tuổi. Thì bên cạnh đó lại được nguyệt lệnh nó không ủng hộ nó cho thấy là nhiều người có cách cư xử không đúng đắn trong cái môi trường công sở và cái điều đó cũng dễ gây ảnh hưởng xấu đến công việc của của các bạn dù các bạn có làm việc nghiêm túc cố gắng đến mấy mà không được lòng mọi người xung quanh thì các bạn cũng khó có thể vươn lên được cái vị trí mà mình mong muốn à, quý vị hãy quan tâm chú ý đến cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mọi người xung quanh nhiều hơn trước khi mà bắt tay vào công việc đừng có chỉ quan tâm đến cái cảm xúc của bản thân mình À, cách ứng xử của các bạn có thể sẽ giúp các bạn thêm bạn bất thù vì vậy tại sao các bạn không dành thời gian để xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp đúng không ạ à, thêm nữa con đường tài lộc của những người tuổi thìn không có nhiều cái sự phát triển đáng kể với những người ham mê làm giàu hy vọng mình sẽ phát tài phát lộc sau một đêm thì rất là tiếc có lẽ các bạn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa bên cạnh đó cục diện tự hình nó cũng sẽ khiến cho cái tầm mắt của các bạn bị hạn chế trong một vài cái lĩnh vực nhất định thậm chí là khó tiếp thu sự hướng dẫn chỉ bảo của những người khác nên là khó có thể tìm ra được những cái hướng đi mới đem lại cái lợi lộc cho những người tuổi thìn à, thưa quý vị thêm vào đó là cái lòng tự tôn quá cao sẽ khiến cho các bạn không thừa nhận những lỗi sai của mình thậm chí sai rồi mà vẫn cứ sai mãi khiến cho con số tổn thất ngày càng tăng lên không ngừng vì thế quý vị phải hết sức lưu ý bên cạnh đó lại dưới tác động của nguyệt lệnh nữa thì những người tuổi thìn đặc biệt là những người làm công ăn lương ấy, thì có tình hình kinh tế ổn định hơn khá khẩm hơn một chút các bạn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình nên về cơ bản ấy, thì các bạn vẫn duy trì được cái mức lương như cũ dù có thể thiếu đi cái phần tiền thưởng nóng đi chăng nữa may mà những người tuổi thìn thì luôn gì có kế hoạch trong cái chuyện chi tiêu nên dù tiền không nhiều nhưng mà vẫn đủ cho các hoạt động sinh hoạt mua bán hàng ngày bản mệnh chỉ cần không vội vàng đầu tư những khoản tiền lớn thì cũng không cần phải lo cái chuyện túng thiếu thêm nữa trong cái tháng này lại vướng một cái thái tuế nên là ấy, nó có cảnh báo những người đi làm ăn xa cần phải chú ý khi xuất hành cần phải cẩn trọng trong mọi công việc tránh những cái sự cố những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra vừa gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bản thân tiến trình công việc nó bị chậm lại lại vừa làm tốn kém tiền bạc thì mới có thể là giải quyết được à, trong thời gian này thì những người tuổi thìn cần phải chuẩn bị đối diện với nhiều cái khúc mắc trong cái chuyện tình cảm đó À, cục diện tương hình nó tác động mạnh nó khiến cho à, các bạn không biết chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với ai khiến các bạn luôn cảm thấy buồn bã cô đơn thậm chí là tự ti à, cho dù các bạn tìm được nửa kia của mình hay là chưa đối với những ai mà đang còn độc thân thì các bạn sẽ thường xuyên sống trong cái thế giới riêng của mình dù nhận ra mình có cái nhu cầu cần chia sẻ dựa dẫm nhưng mà các bạn lại không sẵn lòng tiếp xúc với bất cứ ai à, các bạn cứ thích giấu giếm mọi chuyện và tự mình chịu đựng thậm chí khi được người thân bạn bè giới thiệu cho những cái mối làm quen các bạn lại thường xuyên tỏ ra nóng nảy phản kháng không muốn mọi người can thiệp vào cái chuyện riêng của mình nếu mà các bạn cứ giữ những cái suy nghĩ những cái hách cách hành xử như vậy thì các bạn sẽ khó có thể thoát ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực của bản thân khiến cho cuộc sống nó ít đi những cái niềm vui à, trong thời gian này với những ai mà đã có đôi có cặp thì mối quan hệ giữa hai bạn đang có dấu hiệu dạng nứt À, các bạn sẽ dễ dàng chút những cái cảm xúc buồn bực khó chịu do công việc đem lại lên đầu người ấy điều đó khiến cho cả hai người đều cảm thấy là không thoải mái khi mà ở bên nhau thậm chí lâu dần ấy, hai người sẽ chẳng còn cái nhu cầu tâm sự với nửa kia của mình nữa một điều đáng lưu ý nữa là bản mệnh không nên kể những cái vấn đề nhạy cảm xảy ra giữa hai vợ chồng với bất kỳ ai quý vị hãy tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng như vậy thì mới tránh được những cái lời đồn ra tiếng vào tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn, đó là con giáp xui xẻo đầu tiên. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong tháng 3 âm lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi xíu. À, quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi xíu cần phải chuẩn bị cái tinh thần sẵn sàng đối diện với những cái rắc rối bất ngờ nó có thể xảy ra trong cái sự nghiệp của mình. Quý vị hãy luôn giữ vững cái tinh thần tích cực, à, nghĩ rằng khó khăn, thử thách chính là cái lúc rèn luyện bản thân để trở thành một người cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn. Cái cục diện xử vật thìn vật tương phá thì cũng khuyên các bạn nên đề cao cái cảnh giác với những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh. À đó có thể sẽ là những kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường các bạn phá hoại những cái công việc mà các bạn đã luôn cố gắng làm từ trước đến nay. Quý vị hãy luôn cố gắng duy trì cái đầu óc thật tỉnh táo, minh mẫn khi mà bắt tay vào công việc, không dễ dàng tin theo những cái lời bản ra tán vào của những người khác. Đặc biệt, những người có quyền cao chức trọng thì nên kiên định với cái ý kiến của mình tránh nghe theo những lời suối bẩy của những kẻ nịnh nọt khiến cho bản thân đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc ở cái tháng ba lịch này thêm nữa à, nguyệt lệnh nó cũng không ủng hộ nó cũng cho thấy có những cái dấu hiệu sa sút của bản mệnh trong cái công việc à, các bạn có thể trở thành một người quá dễ dàng thỏa hiệp thậm chí là không dám đấu tranh cho cái sự nghiệp của mình một số người sẽ rơi vào cái tình trạng an phận dễ dàng hài lòng với cái thực tại nên là không muốn tiếp tục cố gắng cuối cùng lại trở nên tụt hậu so với cái tập thể Nói chung ấy, trong tháng 3 âm lịch năm 2024 thì các bạn cần phải vực dậy cái tinh thần cho chính bản thân mình. Nếu không ấy, công việc của các bạn sẽ trên cái đà xuống dốc không phanh. Kể cả khi gặp phải khó khăn thì các bạn cũng nên suy nghĩ một cách tích cực và không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng. Bên cạnh đó, cũng có một vài cái cắt tinh nó chiếu mệnh đối với những người tuổi Sửu, nó cho thấy sự nghiệp của các bạn không chỉ toàn những cái điều tiêu cực mà các bạn cũng sẽ gặp được một số cái may mắn nhất định À, trong khi gặp phải khó khăn ấy thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện có thể là đem lại cho các bạn một cái tia hy vọng giúp các bạn tìm ra cái hướng giải quyết khó khăn à, khi mà người có kinh nghiệm hơn thì có cái thiện ý giúp đỡ mình các bạn nên trân trọng và học hỏi thật nhiều để gì từ đó sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm phục vụ cho tương lai thưa quý vị theo các chuyên gia tử vi học cũng có nói tài lộc của những người tuổi sửu trong tháng 3 thì cũng khá ảm đạm À, các bạn cần phải cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư làm ăn kinh doanh bởi nhiều khi ấy, các mối làm ăn không béo bở như các bạn vẫn 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 nhìn thấy đó à, trước khi mà làm việc gì thì các bạn cũng cần phải đánh giá thật chính xác cái tình hình trước mắt cũng như là cái năng lực của bản thân không nên mù quáng chạy theo cái đám đông hoặc là theo cái lời khuyên của những người khác thêm nữa cái cục diện xỉu vàng thìn là tương phái nó cũng đem đến cái họa tiểu nhân khiến cho công việc của các bạn luôn vận hành tuần tự thì cũng dễ gặp phải cái vấn đề khi mà phải giải quyết những cái trục trặc bất ngờ nó xảy ra ấy, thì các bạn cũng không nên vội đổ lỗi cho bất cứ ai bởi cái việc đó có thể chỉ gây tốn thời gian cho các bạn mà thôi trước mắt thì quý vị hãy xem xét cái vấn đề bắt nguồn từ đâu để có định hướng khắc phục một cách đúng đắn hơn à bên cạnh đó trong cái tháng 3 âm lịch này thì các bạn có thể là phải tốn khá nhiều tiền bạc cho cái việc phá rỡ xây dựng nhà cửa đó một số người thì có thể xây nhà mới hoặc là gì mua thêm cái xe mới vì vậy quý vị hãy hạn chế tiêu dùng tránh lãng phí tiền cho những cái mục đích không cần thiết khác à, nếu vừa phải lo cho những cái việc trọng đại lại vừa tốn tiền cho những cái khoản chi phí không đâu vào đâu thì các bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cái tình trạng là cháy túi vậy nên là quý vị cần phải có một cái kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng nhá à, nói chung trong thời gian này cái nguồn tiền của những người làm công ăn lương thì không có những cái biến chuyển tích cực đó trên cơ bản thì các bạn vẫn nhận được những khoản tiền lương đều đặn hàng tháng à, quý vị hãy hạn chế những sai sót của bản thân ở mức tối đa tránh gây ra những cái sai sót trong công việc mà phải dùng tiền lương của mình để đền bù những cái thiệt hại à, không những chuyện công danh sự nghiệp tiền bạc nó bị thụt lùi đấy mà cái vận trình tình duyên của những người tuổi xỉu thì cũng không có khởi sắc đấy. về cơ bản đấy thì cục diện tương phá nó tác động xấu nó khiến cho các bạn phải đối mặt với những cái dạn nứt trong cái chuyện tình cảm không đáng có Ở trong gia đình anh chị em bạn bè thì thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn khiến các bạn phải đau đầu để tìm cách cân bằng lại mỗi người thì nên nhường nhau một chút không nên quan trọng hóa vấn đề hoặc là gì nâng cao cái quan điểm của bản thân à, quý vị cần phải học cách lắng nghe người khác và chiếm bỏ làm người để tránh những cái phiền phức không đáng có bên cạnh đó trong nhà thì cha mẹ con cái thì cũng gì thường xuyên mâu thuẫn vì những cái suy nghĩ bất đồng cái khoảng cách thế hệ nó khiến cho những cái suy nghĩ khác biệt nó nảy sinh là cái chuyện khó tránh khỏi quan trọng ấy là đôi bên phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương thông cảm cho đối phương và thấu hiểu cho người còn lại thì mới giải quyết được vấn đề một cách êm đẹp Đó. vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi xíu ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để trợ mệnh hộ thân vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu. đó là con giáp xui xẻo thứ hai tiếp theo con giáp xui xẻo thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái tháng ba âm đó chính là những người tuổi mão À, những người tuổi mão trong tháng 3 thì gặp cục diện là mão và thìn là tương hình. Đó. Nói chung, trong tháng 3 âm lịch thì cái sự nghiệp của những người tuổi mão khó phát triển rực rỡ dưới cái ảnh hưởng của cục diện lục hại. À, các bạn nên chuẩn bị sẵn cái tinh thần đối diện với những cái tác động xấu do người khác gây ra. Quý vị cũng đừng nên bi quan, từ bỏ những cái việc mà mình đang cố gắng thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. À, thưa quý vị, trong tháng 3 âm lịch năm 2024 có thể nói là một cái tháng mà khá vất vả đối với những người tuổi mão các bạn làm việc luôn chân vươn tay thời gian nghỉ ngơi thì giảm đi nhiều so với trước đó à, tuy nhiên những cái cố gắng của các bạn chưa chắc đã đạt được cái thành quả tốt như các bạn mong muốn ở trong lúc này thậm chí các bạn còn phải đề phòng những cái kẻ nẫng tay trên cái công lao của mình à, vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi mão chớ nên nới lỏng cái cảnh giác với mọi người xung quanh cho dù đó là những người thân thiết đi chăng nữa bạn bè thân thiết cũng có thể lợi dụng cái sự cả tin hoặc là cái sự thiếu hiểu biết của các bạn để mà tìm cách hãm hại các bạn. xong à, dù có rơi vào cái tình cảnh đáng buồn như thế nào đi chăng nữa thì những người tuổi mão cũng không nên thất vọng hoặc là tổn thương quá nhiều biến mình thành cái con giáp cực đoan. quý vị hãy xem đó là cái cơ hội để đánh giá nhìn nhận lại bản thân và xem ai là những kẻ kết thân để lợi dụng mình. À, công việc vất vả nhưng mà tiếc là gia đình lại không phải là cái nơi mà các bạn nương nhờ được thậm chí là nhiều cái quyết định của các bạn còn bị phản đối một cách quyết liệt nữa. Trước khi mà đưa ra những lựa chọn thì các bạn nên xem lại cái bản thân và đánh giá lại cái tình hình, xem những cái suy nghĩ của mình có thực sự chính xác hay không. Nhiều khi những người ngoài gọi lại có cái nhìn chính xác hơn về những người trong cuộc ấy. Thêm nữa lại không được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó cho thấy các bạn khó có mở thoát khỏi được những cái suy nghĩ bi quan thậm chí là tự trách móc bản thân thậm chí là tự trách móc bản thân vì những cái sai lầm vốn không phải do mình gây ra à, những cái cảm xúc tiêu cực sẽ khiến các bạn lún sâu thêm vào cái thất bại các bạn cần phải tìm cách phù hợp để giải tỏa cái căng thẳng và mang lại cái năng lượng tích cực cho mình bên cạnh đó may mắn là trong thời gian này thì vẫn có cutting nó chiếu mệnh vậy nên các bạn ý, có thể là gì nhờ được sự giúp đỡ của quý nhân quý vị hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì việc tốt lành cũng sẽ tự nhiên đến bản thôi. Những người mà có cái nhìn đúng đắn về các bạn thì sẽ chẳng ngần ngại gì mà không sang tay giúp đỡ các bạn cả. Bên cạnh đó, tình hình tài lộc trong tháng 3 âm lịch của những người tuổi mão thì cũng khó mà khá khẩm lên được. À, cục diện tương hại, đúng không ạ? Thìn và mão tương hại nó cho thấy gần như là các bạn không tìm được những cái mối khách hàng, những cái đối tác triển vọng. Thậm chí là nhiều cái rắc rối nó xảy ra, nó còn khiến cho các bạn gì bị những khách hàng cũ quay lưng lại biến cố là một phần tất yếu của cuộc sống. À, các bạn cố gắng và vững vàng để vượt qua thì mới mong có được cái thành công và có được cái sự phát triển. Nếu mà có rắc rối xảy ra thì các bạn cũng cần phải bình tĩnh tìm cách giải quyết. Nếu mà những người khác ấy mà hiểu lầm hoặc là quay lưng đi với bạn thì các bạn phải dùng cái hành động thực tế để chứng minh, để khẳng định lại cái tên tuổi và cái danh tiếng của mình. À, trong thời gian này thì những người làm đầu tư kinh doanh buôn bán thì cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm cũng trở nên vội vàng dễ dàng nghe theo những lời rủ rê của những người khác. À, cho dù đối phương là bạn bè, thân thiết đi chăng nữa. À, các bạn trước hết cũng cần phải dành nhiều thời gian để cho dồi cái kiến thức, vội vã làm giàu có thể đẩy bạn vào cái tình trạng là dễ bị trắng tay. À trong thời gian này dưới cái tác động của nguyệt lệnh thì nhiều người trở nên thiếu quyết đoán. Nói chung là các bạn cũng gì? phụ thuộc quá nhiều vào những lời bàn ra tán vào của những người ngoài nên rất dễ trở nên thiếu chủ kiến. Nói chung ấy, trong cái tháng 3 âm lịch thì các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng khuyên những người tuổi Mão cần phải tin tưởng hơn vào những cái phán đoán của bản thân. Bởi có nhiều lúc chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ cái khúc dễ của mọi vấn đề. À, thưa quý vị, về mặt tình cảm thì những người tuổi Mão cũng không được may mắn cho lắm đó. Trong thời gian này, mặc dù là có một vài cát tinh đối chiếu mệnh, các bạn đã bắt đầu chú ý hơn về cái vẻ bên ngoài của bản thân mình nên dễ dàng thu hút được cái sự chú ý của người khác một số người có thể tạo được cái thiện cảm với mọi người ngay từ những cái lần gặp đầu tiên những người độc thân thì có thể nhân cái cơ hội này để duy trì các mối quan hệ đầy triển vọng nếu mà tinh ý thì các bạn có thể nhận được những cái sự giúp đỡ của những người khác đấy nếu mà các bạn đã xác định được cái tình cảm của bản thân các bạn nên cho đối phương một cái câu trả lời chắc chắn đó. À, tuy nhiên, bản mệnh cũng không cần thiết phải đến với một ai đó một cách quá vội vàng. À, với những cái người mà mới gặp được một hai ba lần ấy, thì các bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để mà tìm hiểu. Những quyết định vội vàng có thể sẽ đem đến cho các bạn những cái rắc rối lớn trong tương lai. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và hóa giải những xung sát thị phi tiểu nhân ám hại, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp xui xẻo thứ ba. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ tư trong cái tháng 3 âm lịch tháng mậu thìn này thì không ai khác đó chính là những người tuổi tuất. À, thưa quý vị, nhiều khó khăn và trục trặc nó liên tiếp xuất hiện trong tháng 3 âm lịch, đòi hỏi những người tuổi Tuất cần phải bình tĩnh và khách quan phân tích những cái việc mà mình đã làm ấy để phát hiện những lỗi sai, từ đó tìm cách khắc phục. Có như vậy thì mọi việc mới tiến triển tốt đẹp được đúng không ạ? Bên cạnh đó, cục diện là thìn Tuất tương xung, nó cũng cho thấy các bạn là những người bướng bỉnh, không chịu nhận thua hay là nhận sai với bất cứ ai. Cái sự kiêu ngạo này chính là cái nguyên nhân khiến cho các bạn dễ đâm đầu vào ngõ cụt, à, thấy sai cũng không chịu sửa, cuối cùng sẽ khiến cho công việc của các bạn càng trở nên bế tắc hơn. Khi vấn đề nó đã xuất hiện thì các bạn cần phải học cách thẳng thắn đối diện với cái thực tế, đừng tìm cách đổ lỗi cho cái hoàn cảnh hoặc là đổ lỗi cho người khác. Nếu một vấn đề nó xuất phát từ chính bản thân các bạn thì các bạn cũng nên dũng cảm thừa nhận người khác chắc hẳn cũng sẽ không chê cười các bạn mà ngược lại cũng sẵn sàng giúp các bạn một tay để khắc phục cái tình trạng trước mắt à, bên cạnh đó trong thời gian này thì nguyệt lệnh nó cũng ủng hộ vậy nên là ấy, những người tuổi tuất trở nên chăm chỉ hơn cần cù hơn tập trung vào cái nhiệm vụ của mình đang làm thì hoàn toàn có cơ hội để sửa sai thậm chí là tìm thấy cái hướng phát triển mới giữa cái khó khăn cái sự chân thành thành khẩn của các bạn cũng sẽ giúp cho các bạn ghi điểm trong mắt của mọi người xung quanh bởi chẳng ai lại so đo tính toán với những người đã biết sửa sai, đúng không ạ? Ngoài ra ấy, thì cũng có một vài cái cát tinh nó cũng mang đến cho các bạn gì những cái mối quan hệ tốt. À, vậy nên trong thời gian này các bạn cũng thường xuyên mở rộng các mối quan hệ xã giao, thường xuyên giúp đỡ những người khác. Thì đến khi mà các bạn gặp phải khó khăn đấy thì người khác cũng sẽ thì không nề hà gì mà sẵn sàng giúp đỡ các bạn một cái điều không may mắn với những người tuổi tuổi tuất ấy đó là cái tình hình tài chính của các bạn thì cũng gì khá là ảm đạm xin được chia buồn với những người tuổi tuất trong cái vấn đề này thì đây có lẽ không phải là cái thời điểm thích hợp để các bạn đầu tư kinh doanh hoặc là đưa ra những quyết định trọng đại gây ảnh hưởng đến nhiều người à, cục diện thìn và tuất tương xung trong cái tháng 3 âm lịch nó cũng cũng sẽ gây ra rắc rối khiến cho cái việc đầu tư dễ rơi vào cái tình trạng là thất bại À, các bạn cần phải hết sức thận trọng khi mà đánh giá các hạng mục kinh doanh đầu tư đừng vì những lời nói ngon ngọt của người ngoài mà dao động chính kiến của mình tốt nhất là các bạn cần phải kiểm chứng những thông tin kỹ càng trước khi mà đưa ra quyết định đừng có vì cả tin mà dấn thân vào các lĩnh vực mà mình chưa thực sự hiểu rõ các bạn cũng cần phải thay đổi cái tính cách bướng bỉnh không chịu thua của mình à, khi mà làm ăn ấy, thì các bạn không nên ganh đua với những người khác hãy nhận thức rõ cái vị trí và cái khả năng của mình để mà làm việc phù hợp không nên suy nghĩ viển vông đặt những cái mục tiêu quá xa ngoài cái tầm với thêm nữa một vài cái hung tinh nó cũng sẽ khiến cho quý vị bị mất mát tiền bạc trong thời gian này bản mệnh còn tốn một khoản tiền nói chung là không nhỏ vào những vấn đề cạnh tranh tranh đấu về quyền lực hoặc là về thị phi về chi tiêu trong cuộc sống vì thế những người tuổi tuất hãy luôn nhắc nhở mình tiêu tiền thật tiết kiệm tránh những khoản nào được thì hết sức tránh nếu không cũng sẽ dễ rơi vào cái tình trạng là trắng tay mà chưa chắc đã thu về được kết quả như ý. Bên cạnh đó trong thời gian này thì quý vị nói chung cũng khá là cần cù làm ăn và cần phải học thêm một cách lắng nghe những người khác, không nên liên tục phạm lỗi hoặc là phạm phải những sai lầm. Trong cuộc sống hàng ngày các bạn cũng nhớ hành thiện tích đức, nhiệt tình giúp đỡ những người khác. Như vậy thì các tinh cũng sẽ che chở phù trợ cho những người tuổi tuất vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. À, thưa quý vị bên cạnh đó thì trong tháng 3 âm lịch tháng mậu thìn thì cái đường tình duyên của những người tuổi tuất cũng khá là kém sắc khiến cho tinh thần các bạn luôn rơi vào cái trạng thái căng thẳng mệt mỏi những cái vấn đề liên tiếp nó xuất hiện trong công việc khiến cho các bạn cảm thấy là áp lực nhưng đừng vì thế mà các bạn gì chút cái nỗi khó khăn đó lên đầu nửa kia à, thay vì giận cá chém thớt thì các bạn nên chủ động tâm sự với người ấy khiến cho tinh thần được nhẹ nhõm hơn rất có thể đối phương lại là người ngoài cuộc cũng sẽ có cái nhìn đa chiều khách quan giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn, phù hợp để giải quyết cái công việc. Một số gia đình thì rơi vào cảnh vợ chồng con cái cãi nhau, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ. Dường như cái thời điểm này các bạn không còn muốn xuống nước nên là tình hình căng thẳng nó ngày càng kéo dài hơn, gây ảnh hưởng xấu đến cái tinh thần của tất cả mọi người. Những người độc thân có lẽ cũng vẫn muốn tiếp tục trong cái thế giới riêng của mình. Dù có gặp khó khăn thì các bạn cũng không muốn mở lời nhờ người khác giúp đỡ. Chính cái thái độ lạnh nhạt này, xa cách này là một phần lý do khiến cho những người xung quanh ngại không dám tiếp cận các bạn. Các bạn nên cởi mở như vậy thì mới không bỏ lỡ những cái mối nhân duyên tốt đẹp và những cơ hội tốt đến với mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp xui xẻo thứ tư. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp xui xẻo nhất trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Và trong tháng 3 âm lịch chúng ta sẽ có bốn con giáp dễ gặp vận xui xẻo đeo bám triền miên. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Thìn, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Mão và 4 là tuổi Tuất. Đây là bốn con giáp gặp cục diện vào tứ hành xung và lục hại nên là nó sẽ bị ảnh hưởng nhất định trong cái tháng 3 lịch năm 2024 này. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.